A Vietzach. Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện học. tại nghe về Các thân mến, ở những phần hướng dẫn trước, cô đã hướng dẫn chúng ta cụ thể trả lời các nội dung liên quan đến các văn bản đọc và nội dung thực hành tiếng Việt cũng như là rèn kỹ năng viết. Tiếp tục tiếp nối những bài hướng dẫn trong chuồng bài học số 10 Với tiêu đề Mẹ thiên nhiên, cô sẽ hướng dẫn chúng ta nội dung, đó là tóm tắt nội dung trình bày của người khác. Đây là kỹ năng nói và nghe chúng ta cần phải cố gắng để thể hiện được sự tự tin của mình và cũng củng cố giúp chúng ta rất nhiều kỹ năng cho cuộc sống. Khi tham dự các cuộc họp, thảo luận hay thuyết trình, việc ghi tóm tắt nội dung trình bày của người khác sẽ là một điều rất quan trọng. Tóm tắt nội dung trình bày của người khác là biết lắng nghe và ghi chép những nội dung cơ bản, cốt lõi mà người nói đã trình bày, nhằm mục đích trao đổi thảo luận hoặc coi đó là một tư liệu để tham khảo. Chúng ta cùng thực hành cụ thể nội dung nói và nghe như sau. Nhân dịp tìm hiểu chủ đề Ngày môi trường thế giới, lớp em tổ chức thuyết trình về chủ đề Điều kỳ diệu của thế giới tự nhiên. Hãy lắng nghe phần trình bày của các bạn và tóm tắt lại các nội dung trình bày theo các bước đã học trong bài Điểm tựa tinh thần. các em hãy lưu ý cho cô. Chúng ta có thể sẽ trong vai người nói, hoặc các em có thể sẽ trong vai người nghe. Hãy chú ý cho cô, nếu như chúng ta trong vai người nói, thì bước đầu tiên đó là cần phát thảo những nội dung định nói dưới dạng những gạch đầu dòng. Bước 2 là chúng ta sẽ tiến hành trình bày ngắn gọn những nội dung đó. Còn nếu như chúng ta trong vai trò là một người lắng nghe, thì bước đầu tiên là cũng là bước quan trọng nhất, đó là cần phải lắng nghe và ghi tóm tắt. Lắng nghe nội dung trình bày thì các em sẽ cần phải nghe hết câu, hết ý để hiểu rõ điều người trình bày muốn nói. Sau đó là chúng ta cần tiến hành ghi chép tóm tắt nội dung trình bày. Có thể căn cứ trên thực tế ý kiến của người phát biểu để ghi một cách tóm tắt. Các em cũng có thể là tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ Đồng thời, chúng ta nên dùng các ký hiệu như các số thứ tự, gạch đầu dòng để thể hiện tính hệ thống của các ý kiến. Bước 2 trong vai trò người nghe ở đây đó chúng ta sẽ tiến hành đọc lại và chỉnh sửa phần mà chúng ta đã ghi lại. Hãy lưu ý cho cô, đọc kỹ lại phần mà chúng ta đã ghi tóm tắt và có thể chỉnh sửa các sai sót nếu như có. Bởi vì trong khi chúng ta lắng nghe thì có thể là chúng ta ghi chép lại vội vàng thì chúng ta không ghi được hết ý hoặc là chúng ta mới chỉ ghi lại những từ khóa. Vì vậy việc đọc lại sẽ giúp cho chúng ta có thể triển khai cụ thể rõ hơn nội dung mà chúng ta nghe được. Sau đó các em có thể xác định với người nói về nội dung mà em vừa tóm tắt, trao đổi lại những ý kiến mà bản thân em chưa hiểu rõ hoặc là có những quan điểm khác. Sau đây thì cô sẽ gợi ý tiếp nội dung tiếp theo. Trong vai trò người nói thì có thể là đề xuất ý tưởng thiết kế làm báo tường khổ A0 hoặc là đề xuất ý kiến nội dung nên phong phú như là có bài nhạc viết tay, chủ điểm môi trường. Cũng có thể đề xuất cho người nghe ở đây đó là đưa ra những ý kiến hình ảnh có thể dùng ảnh chụp thực tế để tạo được tính chân thật và chân thực cho người nghe và người nói cũng có thể phát huy được hiệu quả của bài trình bày. Đồng thời cũng có thể là đề xuất lớp chuẩn bị một tiết mục văn nghệ cho sinh động. Còn trong vai trò là một người nghe thì chúng ta có thể thiết kế độc đáo hơn, ví dụ như là thêm vào đó một số hình ảnh, quả cầu trái đất chia hai nửa, một bên là ô nhiễm và một bên là không ô nhiễm để cho mọi người có thể thấy được tính cấp thiết của việc bảo vệ môi trường thiên nhiên nội dung thì cần phải phong phú như là thêm các bài nhạc clip thực tế hình ảnh đưa ra thì phải mang tính chân thực và gần gũi tiết mục văn nghệ cần phải đa dạng có tầm ảnh hưởng tới nhận thức có thể đóng kịch về chủ đề môi trường đó là một số định hướng cụ thể liên quan đến bài thực hành nói và nghe cô hy vọng rằng thông qua bài hướng dẫn này chúng ta có thể phát huy tối đa những yếu tố tích cực từ phía người nói hoặc có thể là phát huy những năng lực từ phía người nghe kỹ năng ghi chép cũng là một kỹ năng rất quan trọng cần phải phát triển khi mà chúng ta biết cách ghi chép từ lời nói của người khác cũng thể hiện rằng là chúng ta rất tôn trọng người đang nói và đồng thời nó còn giúp chúng ta có được nhiều những thông tin bổ ích phục vụ cho việc chúng ta học tập hay là lưu giữ kiến thức phần hướng dẫn này thì cũng đã khép lại nội dung cho bài học ngày hôm nay Cảm ơn các em đã theo dõi. Cô chúc các em có một bài thực hành thành công. Hẹn gặp lại các em ở trong những nội dung hướng dẫn sau. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về rách.